Con chào cô nha. Thì, cô chào con. Hôm qua thì cô cũng có xuống trên An Giang đó. Thì cũng chia sẻ cái câu chuyện của cô đó. Thì sẵn hôm nay thì cô cũng chuẩn bị về Trà Vinh. Thì nói chung ra thì cô cũng muốn gặp ông Năm một lần để cho biết ông Năm như thế nào ha. Dạ, từ đó giờ cô gặp chú Năm là ở trên điện thoại hả cô? Ở trên điện thoại thôi chứ ở ngoài thì cô chưa gặp chú Năm lần nào hết. Dạ, đúng là cô chưa gặp chú Năm lần nào. Bữa nay thẳng ở trên đường về á, cô muốn gặp chú Năm coi như thế nào vậy thôi, phải không? Rồi cô cũng muốn là trò chuyện với chú Năm chút, vậy đó. Thấy hình như là cô nghe nói tới chú Năm hình như cô phấn khởi lên rồi. Nào giờ chưa gặp chú Năm không cô? Gặp trên điện thoại không? Chủ yếu là gặp chú Năm trên điện thoại ha. Thấy chú Năm hiền không cô? Nói chung thì hiền thì cũng có hiền, phải không? Chứ không phải là không có. Nhưng mà con thấy chú Năm thì cái số của chú cũng như là có duyên không có nợ thì sao á. Mà thấy cũng kết nối rất là nhiều cô nhưng mà chưa cô nào thành á. Nói biết chung là chú Năm là cũng như là sống ở trên đời á, về mặt hồi mà chưa lên tới đây á, chưa có lên chương trình này á, thì nói chung á, cuộc sống của chú Năm và chú Năm tiếp xúc với là xã hội bên ngoài cũng chắc đẹp lắm. Chứ không có ấy đâu, nhưng mà từ ngày mà lên mạng xã hội rồi thì thấy cũng như là cái tình cảm kia nó bị mất đi, thấy không? Cũng như là cô là cũng như là một người phụ nữ thì cô có suy nghĩ về cũng như là cái câu chuyện của chú Năm mà tìm 6-7 người mà không ai thành hết. Không ai thành là hết. Cái đó là cô có suy nghĩ về chú Năm hay là chú Năm cũng như là có duyên nhưng mà cũng như là không có nợ với cô nào á? Cái đó là do cái duyên nợ hay là do cái tánh của chú Năm cô? Theo cô nghĩ là không có duyên cũng có. Với lại nhiều khi nói chung không phải là cô đưa đùa cả năm. Nói chung một người đàn bà với nhau là người vậy người khác chứ không phải là người nào cũng vậy hết. Người nào cũng muốn là đến đó để như thế nào. Là nói chung là cũng như là người ta muốn bước vô đó đó. Nhưng mà người ta nhìn vào ví dụ người ta bước vô được người ta bước. Còn nếu mà không bước thì người ta lui ra. Cũng như là nhiều phụ nữ thì người ta muốn bước vô đó là cái ổng cũng như là ông Năm là có tài sản là 10 công sầu riêng ha. Cũng như là người ta cũng muốn vào đó để hưởng thụ cái cuộc sống. Hưởng thụ cuộc sống. Nhưng mà cũng có một số phụ nữ thì cũng thương thật lòng. Nhưng mà cái duyên nó không đến được. Cái duyên nó không đến được. Với lại nhiều khi cô thấy ví dụ như là chú Năm đến với người đó, thấy không? Nói chung là không thành công thì cô sợ cũng như là về vấn đề tuổi tác là nó quá khắc khẩu, thấy không? Cho nên là hai người không đến được với nhau cũng có nói vậy đó. Thì nói chung mà một hồi là cô gặp chú Năm thì cô có cái lời khuyên gì cho chú Năm không? Thì cũng khuyên chú Năm giờ chú Năm suy nghĩ lại đi, giờ mình già rồi lớn tuổi rồi. Mình muốn tìm một cái mái ấm gia đình đó thì đâu đó cho nó rõ rệt, thấy không? Chứ chú Năm đừng có làm vậy thôi. Nói chung là mình đùa giỡn mà trong cái tình yêu thì thấy cũng tội nghiệp phụ nữ ha. Tội nghiệp với người phụ nữ. Lúc nào người phụ nữ ví dụ như bước vô rồi thì người ta cũng có đặt niềm tin. Nói chung là... Nhưng mà đến khi rồi á, không có được thì cái niềm tin đó là nó sẽ mất đi. Nhưng mà bây giờ người ta không thể nào nói ra nhưng mà người ta vẫn ôm trong lòng. Tại vì con cũng có quay chú Năm đó thì cũng có cái vụ việc mà nói chung cũng có một số thì phụ nữ thì cũng thương chú Năm. Nhưng mà chú Năm với Tám thì hay cà gỡn á. Thì nói chung ra thì người ta cũng lên mạng, người gia đình người ta cũng rất là buồn. Tại vì nói chung người ta cũng muốn đặt cái niềm tin thằng sau này con của người ta gửi gắm cho chú Năm. Nhưng mà gửi gắm nhưng mà thật sự thì nó không có theo cái ý muốn.
cũng như là các chị dân á, thì gia đình người ta cũng rất là buồn. Đối với cô cũng vậy, bây giờ mà nếu mà lên mạng, thà không lên mạng thì người ta không biết, còn bây giờ lên mạng á, thì cộng đồng mạng người ta biết rất là nhiều. Đó, về câu chuyện của chú Năm mà thương cô này cô kia vậy đó, nhưng mà ai cũng muốn đặt cái niềm tin con cái người ta vào, cũng như là chú Năm thằng để sau này như lo lắng cho con của người ta đó, nhưng mà thật sự thì không thành, thì nói chung là cha mẹ nào mà không buồn. Cô thấy giờ chú Năm quá trời nhiều người theo đuổi rồi, cô cảm nghĩ sao cô? Cô có ước được như chú Năm không? Cô đâu có ước được như chú Năm, tại vì thân phận của cô đâu có rồi đâu mà ước, phải không? Nổi tiếng quá thì nó gắn liền với sự tài tiếng đó thôi. Nói chung là bây giờ là cô cũng rất là, nói chung là trong lòng cô nó cũng rất là hơi buồn. Bây giờ cô chủ yếu là cô cũng không biết suy nghĩ như thế nào đó. Có lúc nào mà cô nằm cô ngủ mà cô suy nghĩ là cô làm đúng không cô? Suy nghĩ mà làm đúng á hả? Dạ. À cái chuyện này đâu phải không? Dạ dạ. Cũng như là con của cô nó cũng có khuyên cô vậy đó. Cô nghĩ là cô làm ở đây là không phải là riêng bản thân của cô đâu, yeah, mà cho tất cả những cái thành viên trong gia đình, là nói chung là cô thương con cô, yeah, nói chung là con cô nó cũng nói không thẳng, nợ thì không, nó điện về nó nói nợ thì không thẳng, từ từ trả. Nên cô nói cái nợ này là không có thể nào mà không thẳng được đó. Cho nên vì thế này là mẹ cũng thương con. Mẹ không có muốn mà con đi làm thuê, làm mướn mà mình không đủ ăn, có đâu mà để trả cho người ta. Nhưng mà mẹ cũng muốn ráng làm như thế nào, đừng sau này mẹ chuộc lại cái tương lai của con về sau. Nhưng mà mẹ thì mẹ nói ít, mong con hiểu nhiều cho mẹ. Khi mà con nói gì đấy rồi mấy anh có trả lời cho sao? Không có trả lời gì hết. Các bạn cũng chấp thuận, không có trả lời, yeah. Nhưng mà nói thật tình mà nói cô á, giữa lúc này á, là nói thiệt, thà là cô bỏ chồng chứ thật sự ra con cô không bỏ được, yeah. Cô nói bằng sự thật luôn, yeah. Thì nói chung ra thì con cũng khuyên cô, thì bây giờ là cái câu chuyện nó đã xảy ra như thế rồi, thì cái số nợ của mình nó đã như thế rồi, thì bây giờ hoặc mai cô lên mấy anh em con chia sẻ, con nói hoàn cảnh của cô khó khăn, hay là nhờ mạnh thường quân, những nhà hảo tâm giúp đỡ, thì cái đó rồi có thể là người ta cũng thương, động lòng cô là người ta giúp đỡ. Chứ còn bây giờ mà cô lên mà cô tìm một cái người bạn tình mà để trả cho cô á, cái đó rất là khó. Chuyện đó rất là hiện hữu á, nó không có phải là dễ đâu cô. Cô cũng biết cái điều đó, yeah. Nhưng mà bây giờ là cô bích đường rồi. Cô bích đường mà cô không có cái lối thoát luôn á, nói thẳng ra là như vậy. Chứ bây giờ mà nếu mà cô mà lên kênh này kênh kia thì nói chung nó cũng vậy thôi. Nhưng mà cô cũng có lên, cô con nói cũng, là cô thì cô mình nếu mà mỗi một lần mà lên kênh đó, kênh ngày hôm qua nay là kênh coi như là cũng nhẹ chứ không có nặng bằng mấy kênh kia, thấy không? Yeah. Nhưng mà điều cô thấy là kênh bữa nay với hôm qua là cô thấy nó hơi nhẹ. Còn mấy cái kênh kia là cô thấy cô nặng nề, cô đau đầu dữ lắm luôn. Dạ, như cho con hỏi một tí nè. Hồi chuyện hôm qua thì cô cũng có kết nối một cái chú 60 tuổi đó. Thì cô chú đó nói rằng là đã cũng như là giúp cô để trả cái số mà 200 gửi đó. Thì cái đó là cô có tin hay không? Nói chung á, tin á thì cô cũng chưa dám tin. Cô nói là một câu danh dự là, nhưng mà cô cũng có nói với cái người đó rồi, nếu ấy thì thực hiện đi, thực hiện cái lời nói của mình như thế nào cô mới tin, là cô sẽ nói nếu đứng ra lo cho cô lo xong xuôi rồi là trong vòng 3 ngày là cô thu xếp cô lên. Nói chung đời sống chứ bây giờ cô không có thể nào mà làm cái chuyện mà trái với lương tâm được đâu. Không có họ nghĩ là người ta lo cho mình rồi tới đó rồi mình kiếm chuyện được mình ấy không. Cô nói bằng sự thật. Cũng như là cô tin là chỉ tin là 30-40% thôi ha. Dạ.
chứ còn không có tin nhiều, chứ không có... Nhưng mà để coi cái thực hiện cái lời nói của người ta là nói trong vòng từng như thế nào, là tin được 30-40%. Rồi đối với bên em tin thì sao? Đối với con thì con không tin phần trăm nào hết. Cô có cô tin là cũng như là chừng nói chung chừng 3% thôi. Tin á là để coi á một tuần lễ tới này nè, coi người ta có đáp ứng đúng như cái nhu cầu của người ta đã nói không. Thì còn nếu không đúng thì coi như là ba cái phần trăm này là coi như là mất tiêu luôn. Ngày hôm qua thì trong cái cuộc nói chuyện thì thấy chú hơi run, có cái điều gì đó uẩn khúc ở trong đó, cô thấy không? Cô thấy thì thấy cô thấy. Nhưng mà nói về tình yêu thì con nghĩ chắc chú là nếu mà tình yêu là chú thương thiệt, thương thật. Ngày hôm qua mà nắm tay cô là thấy ổng tay hơi run, nhưng mà cô thì vẫn ốc mình. Cô vẫn ốc mình là gì? Nói chung cái tâm trạng cô không có cái chuyện đó. Cô nói chung người cô bây giờ thí dụ như xong xuôi đi, hoàn hảo đi, thì cái chuyện đó nó mới có. Nhưng mà con thấy thì nói chung là tình cảm thì chú đó thì con thấy là cái mồi là thương cô, nhưng mà về cái số mà cũng như là số mà 250 á thì cái đó là hơi khó. Cảm ơn cô nha, con cảm ơn cô. Thì thôi con cũng cảm ơn cô đã chia sẻ nha. Dạ thì thôi bây giờ mình thiện cũng kết thúc video tại đây nha. Chúc quý cô chú anh chị các bạn dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài phát tài.